Được sự ủng hộ của mọi người, mình một lần nữa trở lại với bí cảnh Thánh Nhi và Kofuina để phục thù, tiếp tục farm 3.000 nhựa để kiếm đồ nâng cấp cho em. Thì liệu 3.000 nhựa lần này có giúp mình có hàng nâng cấp cho Furina hay không? Hay là nó sẽ là một lần tiếp tục hoàn toàn lãng phí? Mọi người hãy cùng coi video để tìm hiểu nha. 3.000 nhựa kia hoàn toàn thất bại, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ quay lại kiếm thêm đồ cho Furina. Một hành trình trầm cảm mới là bắt đầu. Cái đầu tiên có cái lông nè, đó. Cái hoa này hoài vậy đó, mình nhiều hoa này lắm rồi. Hoa này quỷ vậy. Còn cái lông, mình đang thiếu lông, mình phải nói thiệt, mình rất thiếu lông. Nâng được, mình thiếu lắm rồi. Bộ, từ từ, không lẽ là video này sẽ kết thúc trong vòng 3 phút rưỡi. Trong bí cảnh của Furina. Phải nói ra đồ, không phải của không, Furina. Không, của Furina, nhưng mà sẽ xấu. Và cũng không ra được. Tại sao ra đồ cho Sia chứ Sia làm sao ra đồ Furina được, thấy chưa? Thấy chưa anh nói mà. Bất ngờ quá. Từ từ không, mà set kia mình cũng thiếu lông. Set mà cả hai set thì mình đều thiếu lông. Một cách thần kỳ nào đó. MVP hôm nay là Xiao. Cho nên là à hèn chi. Mình quên đổi lại. Thấy chưa? Em chỉ thấy đào yếu yếu. Thấy chưa? Mình quên đổi lại từ cái video lúc mà mình làm xong video gaming á mọi người. Cái Xiao còn đang leo cái ly sắc tới quyền tố hỏa thì chỉ thấy yếu yếu. Ngay phòng ngự. Đây nè. Để sau cho nó chín nè. HP. Hy vọng nó vô làm ơn vô sát thương bạo đi. Nói thiệt. Cũng mình copy âm nha mọi người. À, thôi bỏ. Cũng được hả? À, không, thật ra thì nó cũng được thì đúng, nhưng mà một lần nữa mà nó bỏ tỷ lệ bạo thì dục á. Khoan, mời mình lên không? Mình lên luôn. Khoan, cái gì đây? Ủa, khoan, cái gì đây? Ủa, khoan. Gì đây? Liệu sẽ là một kỷ lục? À rồi. À. Ok bỏ. Chán. Ok, hên quá. Giờ tới cái này. Ê mà giờ nó ra. Thử coi. Hả? Nó vô đúng. Là nâng chưa? Một. Là nâng chưa ấy? Bỏ đi. Ngày đầu tiên có double crit. Nhưng mà ok. Một cái hoa. Một cái ly. Không, ly offset. Ok. Nhựa cuối cùng. À có cái lông nè, double crit không? Khoan. Video 3.000 nhựa nhưng thực chất chỉ có 400 nhựa hay sao? Thì đi nè. Ông nội chù vừa thôi ông. Vô. Cốp lắm, cốp. Cốp rồi. Ai? Mới đẹp. Đó anh hiểu tại sao mà con vui này. Anh hiểu tại sao con Furina của em nó vẫn top 4% rồi đó, tại vì cái lông. Đó, lý nè. Hay. THP nè. Hay. Đó. Rồi đúng, double crit nè. Ok. Ông một crit được. Một crit là có hy vọng rồi mọi người. Giá là phòng ngự phần trăm. Hai đồ. Hai. Đang cần lông. Uberlet à. Ê. Ê từ từ tao với mày. Ê.
Chibi chibi chama chama. Mọi người kiểm tra lại coi nó UID đúng không nha. Khoan, nước khoan. Lẹp tô. Là offset cũng được. Là offset cũng được. Chibi chibi chan. Cái này thì quả nạp đấy giờ hai lần rồi đó. Thật ra vẫn được. Thật ra được vẫn thì được. Ra được, được thì được vẫn nhưng mà được. Thôi. Ok. Cũng được nha. Giờ lý thuyết là cũng được á. Ừ nhưng mà ờ còn cái kia thì dạ. À lé. Từ hay mọi người. Mọi người từ mọi người nhìn nha. À, mình có bốn cái mũ set này. Mọi người thấy không? Trừ cái mũ của Bennett ra thì nó là một cái mũ cực kỳ mạnh cho Bennett thôi. Đúng không? Thì mọi người nhìn cái mũ còn lại nè. 28 CV. 28 CV. 30 CV. Rồi tại sao? Ủa cái lộ lên luôn đi mới đâu 35. Tiếp. Ý là tại sao? Nón là tốt phải không? Tại sao? Ủa tại sao? Ai thêm cái 28 vào đi cho nhiều lựa chọn cho phòng ngự. Thì ý là tại sao? 28 nè. Ờ ok rồi. Mình có tới tận 3 cái hả? Lý là 28 rồi. Tự nhiên nghi ngờ nó chi vậy? Ý đó là mình có tận 3 cái 28 rồi, 2 cái 28 rồi nên thôi, cái này dục khoe đó. Ừ. Ờ không, nói thiệt cái này dục để nó không phải khoe nhưng mà ý nó là không phải khoe nhưng đã khoe. Ok. Cũng được, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp hả? Tiếp đi. Ok rồi rồi. Tùy anh. Để tiếp đi. À rồi. Ok. Rồi. Nhân vật chính. Sự thật. Đồ mô một ốc tà ru. Ủa là HP luôn. Nó chơi nhầm server rồi. Chúng tôi chơi nhầm server rồi. Từ từ khoan. Nó chơi server khác mọi người rồi mọi người ơi. Khoan. Rồi. Thôi nói vậy chứ làm mới ra xác thường tỷ lệ để kết thúc cái segment này đi. Mình cũng mệt mỏi lắm mày hiểu không? Làm ơn. Mình các còn bạn, một mình còn cho... Các bạn ạ. Cho một like, một sub ở phía comment phía dưới kết quả mà bạn nghĩ nó sẽ ra. Thiếu mỗi cái lòng rồi á. Làm ơn. Thương hai tỷ lệ hay gì đấy không? Không. Hoặc là bốn sát thương hoặc all in hay gì đấy. Đó. Nói thiệt nha. Nói thiệt nha, mình chỉ cần là vậy nè. Mình chỉ cần nói vậy nè. Cái này một lần, cái này một lần, cái này một lần là mình mừng rồi. Cái còn lại thì vô tỷ lệ hay sát thương của mình cũng mừng. Nói chung là HP phần trăm mình cũng mừng ha. Nói thiệt. Vô nè. 3 2 1 1 Praise. Oh! Vô cái gì? Ý trời ơi. Ok, chuỗi ngày vẫn tiếp tục đau khổ mọi người. Ba món. Cùng đếm số lượng rác nào. 1 2 Trời ơi không lên được 2 à. Cái này cũng được luôn chứ. Vô sắc thương bạo với hại điên nè. Ok, hên quá. Hên quá không có hiệu quả nạp. Chứ hôm bữa cái video này Furina sao nào? Có hiệu quả nạp được, nó dòng chính hiệu quả nạp mà. Ý đó là không có cái hiệu quả nạp đồng hồ á, chứ video lần trước cũng có cái hiệu quả nạp rồi á, hiểu không? Cái đặc sản là phải có cái hiệu quả nạp. Có đâu gọi là đặc sản được, cái đó gọi là miễn nguyện mà. Ờ. Thấy cái thằng này nó luôn không ấy? À không, quen. Quên. Mình đi từ nhỏ tới to à. À mạnh nè. Chưa có ngự hoài thấy không? Nè. Bữa nay hơi ám hơi nhiều rồi nha. Ừ. Đó. Cô đang im lặng đó mọi người. Đó. Cô sẽ không nói gì cả. Trong khi đây là chặt bàn tay. Hey, that's pretty good. Cô cũng không nói gì cả. mình thì cũng hơi cạn lời cho nên mình cũng không nói gì hết. Các bạn cũng đừng có nói gì hết. Comment phía dưới thôi. Ok. Ok. Mà cái gì đây? Đây đồ Furina tới đâu? Rồi đứa nào nói tôi không hát nào. Giơ tay lên. Ý đó là đồ Furia thôi đâu. Con gaming tôi nó dư sát thương rồi, nó dư tỷ lệ rồi. Cái gì đây? Đồ Nuvelet không? Đồ Oppies rồi. Đồ Nuvelet không? Quá. Mình để dành nó cho Nuvelet không?
Tôi farm Furina giờ gì New Villet tôi mạnh. Ê giờ rồi giờ Furina C6 mọi người đưa ý kiến đi, Furina C6 để rồi cầm Mario Châu Si luôn. Xiao không xài được luôn, Xiao cũng dư bữa mình cái video mình đã dư tỷ lệ lắm rồi. Cái mũ của cái set Mario Châu Si đúng nghĩa là cái mũ mà mày vô cái những cái dòng khác giùm á, giống như cái mũ này nè, thấy cái mũ này không, nó vô toàn những dòng ngon nè, thấy không, là mũ ngon nè. Còn cái mũ này nó vô quá nhiều tỷ lệ giờ làm cái gì, thà nó vô 2 tỷ lệ rồi xong nó vô 2 tinh thông đi, à 3 tinh thông cũng được, 2 tinh thông, 2 tinh thông đi, đúng không Hưng? Không, cái này 100% tỷ lệ, 100% tỷ lệ, dưới 100% là không crit đó. Ủa Hưng, Mario Châu Si nó cho anh 36 rồi mà. Tới luôn. Ông muốn 130 tỷ lệ chắc ăn á. Tới luôn. Mất công nữa, nó bị nó có mấy con quá giảm tỷ lệ thôi này. Không liếc nha. Phải tin chứ. Được một cái hoa nè. Phải. Cái gì đấy? Lộ set đây. Đó, đúng xét rồi nè, đó phải tin tưởng Mochi chứ. Con ngữ nè. Ê, này suy nghĩ được nè, đó. Sai đồ rồi. Đấy, đúng là đồ của Furina có khác ha. Hai này. Ok. đúng bốn dòng mạnh nhất game luôn rồi. HP và ngữ. Tăng khả năng sống sót tuyệt đỉnh. Nạp 2 lên được không? Rất phù hay... lên cũng được, em có thể lên 8 cũng được, để xem thôi, nếu lên, mà đã sát thương tinh thông lên thì... làm content cũng được, thử à rồi ok. Rồi nó và nó chắc chắn nó không cần phòng ngự, nếu sợ đau khổ mà không có phòng ngự nghĩa là HP à, được chấp nhận được. Hết luôn, rồi đi. Phải thứ một lần. Cái đó rồi. Tinh thần. Đúng xét rồi, liệu mày không cần cái nón, mày không cần. Đừng cho cái nữa. Furina cũng cần cái này ấy. Suy nghĩ được. Cái này cũng vậy này. Furina cũng cần ấy. Này một cái lông. Liệu cái lông. Có một crit, double crit HP. Thì quả nạp. Làm ơn. Double HP. Thì cũng có HP rồi đó. Nhầm thấy chưa? Double HP không crit kìa. Đừng vô. Ok, hợp lý. Đừng vô. Mày không muốn có... Đừng vô. Mày không muốn có thêm cái nữa đâu. Làm ơn, sát thương bạo. Nạp này. Ê, từ khoan. Được. Cũng được nha. Lên luôn đi. Mình là mình sẽ stop ngay bây giờ nhưng mà... Đó. Không nghe anh nhắc thì thiệt thòi ngay trước mắt em nhé. Ê, ông Perry ổng đi rồi, ổng đi đang đi du lịch ha, cho nên là hôm nay chúng ta làm một mình. Và có vẻ như là chúng ta lại chú xét thợ săn nữa. Và cái này nó cũng được, xài được nữa. Ê khoan, từ. Chẳng lẽ video này mình farm môi chè xét thợ săn mọi người. Thêm một cái lông nữa nè. Cũng suy nghĩ được. Mình thiếu lông quá mọi người. Ê, cái này cũng được nè mọi người. Ê, khoan, cái này cũng được luôn mọi người. Ok, cũng HP luôn. Mấy cái có triển vọng chứ gì, nên cái double crit sau mọi người. Ê, khoan. Wait. All in. Mình mệt lắm rồi, mình all in luôn thì mọi người. Làm ơn. Cái này 30 CV hoặc trở lên là mình có thể mình thay cái lông là cái lông on set đó mọi người. Làm ơn. 1 2 3. Race. À, ui. Quên. Ok, lại nào. 1 2 3. Race. Vô cái gì? Vô không? Hmm. 25 CV ạ. À? Vẫn vô phòng ngự nhiều quá nhờ. Ad của mình đang bốn mấy CV rồi. HP của mình bốn mấy rồi, hơi tiếc nhờ.
Thì đến cái lông này mày vô cái gì mày vô luôn đi. Ok rồi, thử nâng lên 8 luôn hả mọi người. Hay cái tinh thông mà bỏ đi, cái tấn công cũng được, tấn công thì cũng được mọi người, coi thử thôi. Ok nó vô tấn công tiếp thì bỏ thì bỏ thì bỏ. Ok còn cái này chơi luôn đi, all in luôn đi, mệt quá rồi. Ok vô luôn nha. 1, 2, 3 vô ngon không? Cái này mình không mong chờ gì hết á, bây giờ mình mở mắt nha. 3, 2, 1 ok mọi thứ giọng siêu tha nốt rồi mọi người. 15 cộng với 14 39.5 chưa được, chưa đủ, chưa đủ tiêu chuẩn so với cái này, tại giọng nó cũng tệ ngang à. Ok chịu chịu chịu, giờ thử coi thay đồ cho Quirina, thử coi có nâng cấp không được không nha. 5 minutes later ok, sau 5 phút chết lại á, thì con Quirina cầm cái ly này làm cho việc mình có thể cầm một cái lông cực kỳ ngon, tại vì cái vấn đề cái lông này nó quá tệ đi ha mọi người, hai dòng nó không ngon rồi, cái này nó cũng hai dòng nó cũng không ngon luôn, nhưng mà vấn đề là chúng ta cái 40 CV này, cái 40 CV này nè, hai dòng nó cũng không ngon, nhưng mà được cái roll cao hơn. Giờ thì mình giảm mười mấy CV của cái này, nhưng mà mình tăng lên một cái vừa có HP phần trăm và nó gần năm, nó 49.8 CV nữa, thì làm cho con Furina mình lên top 2%. Cơ bản thì mục đích đã được thực hiện á mọi người, nhưng mà có một cái thắc mắc là tại sao bốn gọi là ba thứ khó nhất nó kiếm được trước khi là mình kiếm được cái lông là sao. Ê, thêm một cái lông có khả năng nữa và double phụ ngữ. Chúng ta có một cái lông của set này, vô cái gì đây, ở cho tỷ lệ bạo kìa mọi người. Ok lên luôn đi, ok lên luôn đi ha. Hey, that's pretty good. Ý nó tốt hơn cái cũ rồi mọi người, ngó. Nó tốt hơn cái cũ rồi nè. Nó tốt hơn cái cũ rồi nè, nhưng mà vấn đề là crit rate nó y chang cái cũ. Nó chỉ hai roll cái nó roll tốt hơn cái sát thương bạo thôi, còn crit rate nó y chang cái cũ luôn. double crit, ok. Cái này thì mình có cái mạnh hơn trên Devilet rồi ha, cho nên là chắc không nâng cái này. Hai đồ liên tiếp luôn mọi người, nó đi vậy? Tại sao có sát thương nguyên tố phong này, nó tệ vậy? Mình có hai lời nguyền, một là lời nguyền lông, hai là lời nguyền sát thương nguyên tố phong á, không có nâng cấp được. Cái nữa kìa, ba cái trong một ngày, liệu có nâng được cái gì hay không với vấn đề á mọi người. Chứ ba cái thì chắc là cũng có khả năng xảy ra theo xác suất ok. Đâu nè, mày vô cái gì? Ý, cái này tốt phết mọi người. 33 CV nè. Nó yếu hơn cái này. Hay là nó yếu hơn cái này nè, nhưng mà nó cũng khá là khỏe, để cân đồ nó dễ hơn ha. Để cái này đúng cái mình đang cần luôn. Cái này thì nhiều tỷ lệ bạo quá, cái này nó ngang mà nó mạnh hơn rồi, cho nên là giờ mình đang cần một cái giống như vậy nè. Ê, cũng được. Nâng cấp được là tốt. Ok, giờ fit cái tự nhiên được lông nâng cấp luôn mọi người, sướng thế. Fit cái vừa bỏ ra cho cái này luôn ha. Ok, mày vô cái gì đây? Ê, nó 30 CV rồi kìa. Nó lệch đúng một lần. À, cái cuối nó cũng ráng vô phòng ngự được. Ok, không đủ tốt, mặc dù nó cũng ổn, nhưng mà so với hai cái này thì nó cũng không đủ tốt ha. Bỏ. Rồi vậy chúng ta còn đúng một cái hoa. Cái hoa cũng được. Để coi. Thật ra lý do chủ yếu là mình dùng mấy cái kiểu này là do là không có đồ xài, mình không có nhân vật nào xài cái đống này ha. Có đúng một hai nhân vật xài à. Chứ cái này là mọi người nên giữ nè, cái này mọi người nên giữ nha. Tại vì nếu mà mọi người không có cái nào thì 30 CV vẫn là khỏe rồi. Okay, thử coi cái này vô cái gì đây. 2, 1. Ok. Nếu mà cái này vô một lần sát thương bạo nữa còn suy nghĩ được ha. Không thì chịu. Sát thương bạo. Ok, nó vô tấn công. Mình có một cái 40 CV, một cái 35 CV, một cái 30, cái này nó cũng 40.
Nhưng mà cái này là tấn công nó nhiều và nó 30 CP là chắc là vẫn giữ ha. Ai gì nữa trời. Làm offset nữa không mọi người. Nó bốn vòng luôn rồi, hai cái đều giữ được ha. Thêm cái hoa nữa kìa mọi người, mà cái này nó hai vòng siêu lô rô luôn. Nói chung là nó cũng vô cho nên là cứ lần thử ra mọi người. Bỏ mình không cần cái này lắm. Cái này cũng chịu. Cái thứ đầu tiên mình nghĩ nên nâng là cái này đi ha. Hai dòng siêu lô rôn, hai dòng lô rôn nhất luôn. Cái nâng đại đi. Chỗ gì vô. Cái và nó lệch một lần. Nó có vô lần nữa nó cũng không được ha, tại vì cái dòng này nó cũng hơi low roll nên bỏ. Cái này thì xài on, nếu mà nó có vô hết thì cũng xài offset chứ mình không có xài onset được ha. Nên bị xấu thử đi. Cái gì đây? Cái gì trời? Siêu tinh thông. Nhưng mình cũng có cái gần vậy mà cái này tới 84. Nó thêm cái nữa cho nó 100 tinh thông đi cho thành meme đi chứ trời, nó cũng lệnh dần qua tấn công nữa, hơi buồn á. Em mà mọi người, mình nãy vừa sau khi quay video mình vừa mới nhận ra một điều là nếu mà Nahida xài cái đón này rồi, hạng của Nahida tăng nữa, tăng thêm nữa, giờ Nahida lên top 300 luôn. Cho nên là basically Nahida hưởng lợi á, cho nên là yeah cũng được, 771 tinh thông, 6542. Cứ thêm tấn công nữa vậy. Toàn là stat mà Nahida chơi được không à. Cho nên là ít nhất là cũng vui cái là mommy hưởng lợi. Ok, nhựa cuối cùng liệu nó ra cái gì không? À, nó ra một cái double crit tiếp theo. Rồi cái này. Ok, không cần cái này lắm. Sau lần đầu vô vòng 4 là cái gì? Phần trăm mà chẳng lẽ cái này lông của Neovilet mọi người. Đâu thử lần 2 coi mày dối gì. Vẫn vô sát thương bạo kìa. Lần 3 mày dối gì. Tỷ lệ bạo Max Roll. Ái chà. Ok là thôi. Mà nó double rồi. Ok, 35 CV, xài được. Mình chưa có cái nào mà có HP hết nha. Vậy rốt cuộc là chúng ta có ngày cuối cùng chúng ta cũng có một cái 35 CV 7, 8, 20. Nói chung là một là mình có thể xài cái này hoặc là mình có thể xài cái này, tùy mình muốn ha. Ok. Thì ra là farm đồ cho Furina thì Neville với lại Nahida có đồ.